Xin giới thiệu với Phương, đây là khối chấm cảnh phong thủy, chấm cảnh tự nhiên, còn của núi rừng Quảng Nam ấy, ở đây là cũng là tượng ba ông Tam Đa, cũng là gỗ trồng, cây gió gỗ trồng, gió bầu, đây là ba ông Tam Đa, ở đây cũng là cái khối chấm cảnh phong thủy, cũng là chấm tự nhiên của đất là của huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Là toàn là thợ mỹ nghệ, còn là có những cái bàn tay điêu khắc rất là điêu luyện để tạo ra những cái khối trầm cảnh tự nhiên này. Thế nên là đục cả những cái đống đổ, người ta đục và người ta tạo hình tạo dáng trong của từ cái cây gió bầu. Ở đây là cái cây gió bầu tự nhiên người ta sản xuất ra những khối trầm phong thủy này, có tác dụng về tâm linh. Mùi thơm của cái trầm tự nhiên là nó chỉ thoang thoảng thôi, chứ nó không thơm gắt thì mới đúng là trầm của Quảng Nam. Tiếp tục anh giới thiệu với Phương, đây nữa là đây cũng là cái này là trầm kiến rừng, hoàn toàn tự nhiên, không có một tí tác động của người. Những cái vết đục thủng đây là do con sùng con kiến. À, tức là người ta đục nung cái này vàng về. Không, nó là một cái khối là trong rừng tự nhiên. Thì sau khi kiến và những cái con sùng nó đục những cái lỗ đen đen như thế này thì nó tạo sự phản ứng của cây, thì nó tạo ra những cái lượng dầu trong những chỗ còn lại. Thế thì về thì mới đầu nó là một cái cục gỗ. Thế sau về các thợ bắt đầu là người ta bắt đầu mới đục tỉa và cạo, thì tạo ra những chỗ nào có trầm thì người ta để lại, thợ để lại. Còn những cái chỗ mà không có trầm thì nó trắng như thế này đây. Đó. Thì cái này là nó rất giá trị. Mà cái này những cái chỗ mà dầu nó đen này là dầu rất nhiều dầu. Cái mùi này nó cũng
chỉ thoang thoảng này, ngửi nhưng mà nó có cái mùi nó rất đặc biệt. Người tinh thì mình mới biết được, mới phân biệt được. Đấy, cái trầm đây gọi là kiến rừng.